này bánh ống di động nha các bạn. Mình mời các bạn xem cái anh này ổng chuẩn bị quay máy lên để làm bánh ống các bạn. Cái này là quay di động luôn các bạn, máy quay di động luôn. Gạo các bạn, anh đang lấy gạo để quay làm bánh ống các bạn. Anh ở đâu rồi? Chị làm này anh? Ở Hoàng. Ở Hoàng hả? Ở trên Vàm Cống trên hả? Ở Vàm Cống nó còn ở Cần Thơ mà, Vàm Cống nó gần trên An Giang hả anh? À, Chợ Mới. Ở Chợ Mới. Chợ Mới An Giang hả? Chợ Mới. Cái này gạo lứt ha anh? Gạo lứt. Cái đó là cái gì? Nó này này mì nghe các bạn. Đó đậu phộng cái gì anh? Cái này cái đó là muối ha, cái này đậu phộng phải không? Không dừa. Nó không dừa. Rồi đó là đường. Có người lại mua bánh cống nữa nha, bánh ống nữa nha các bạn. Bánh này bánh ống. Một bọc như là 10 ngàn các bạn. Bánh ống như là 10 ngàn. Đây đã trộn xong nha các bạn. Là gì anh?
đựng vô, nó quay. Mang kẹt kéo ngoài. Đấy. Có nhiều cái kẹt đó. Cái này đó nó